Rồi đi đâu đi. À, có 200 thôi, cho tao mượn 200 đây. Cho tao. Thôi, giải chốt thôi, được rồi, chốt 3 chén nhá. Chốt 9 này. Chốt mẹ luôn, cái này chữ 9 mẹ luôn này. Hôm nay mình kiếm tiền này, mời cả nhà Mai đi Hàng Mã chơi. Tao chỉ còn gần đấy tiền thôi. Lươi không mở chị, nó không cả. Thôi 3 chén đây thôi. Này, tổng này. Này, đến giờ anh muốn đỡ em chén đầu nhá. Không biết không được. Muốn đỡ chén đầu nhá. Em đã được 100 rồi đấy. Để anh xin lại 100 tí anh đi show rồi đấy. Nhá. Anh xin chén đầu. Để tí anh đi 100 anh đi show về. Cho mình tự nhiên là khoan. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Em gửi dê bãi lại. Mình kém chứ. Rồi. Em đi chụp ảnh cho anh, đánh cho mấy xe ôm về. Đấy. Linh ơi, cất túi luôn đi Linh. Cất túi luôn đi em. Dã man quá nhở. Nhét tiền vào vú ấy, em ơi. Nhét tiền vào vú đi. Không biết là chỉ đi là ừ. Xong rồi, xong rồi đi. Ôi. Chưa bao giờ mình... Hôm nay mình bị lừa rồi. Ôi xong rồi. Anh gặp phải mẹ con sâu rượu ấy. Đâu, con này con nát rượu, không phải sâu rượu đâu. Quy đổi lá, Này rồi. Ôi xong. Ba ba người xem. À, anh ơi chơi là phải trả. Bình tĩnh em ơi. Quay luôn. Được mai đi sang nhất mẹ luôn rồi. Bình tĩnh để mà lên bếp VL. Ôi xong gần 7 củ của tôi đi mẹ lấy được 100 về. 49 người xem mày ơi, thế luôn, mày hot luôn rồi Linh ơi, mai cả nhà. Đưa mẹ cho chị đi nát rượu mai luôn. Không. Này Linh ơi. Ôi sao. Tự nhiên là đi đâu chị. Từ anh về châu Quỳ 100.000 thiếu ấy, cho tí cho anh đi chi 100.000. Ôi anh ơi, để bình thường anh có 100.000 chọn 99 nghìn, em đi rồi, 99 nghìn thôi. Thì có đầy 4 đô luôn. Chỉ vẽ uống như thì vẽ châu uống. Đúng kiểu uống như giải khác. Chị ơi, khuyến mãi thêm thì vẽ cho anh ý 5 chén nữa hộ em gái. Khuyến mãi thêm cái bát này Linh ơi. Bao nhiêu tiền? 6.900.000 của anh Phạm Toàn Năng. Quay cả nhà đi chơi Hàng Mã nha.